Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club. Và đây là video nhận định thị trường sau phiên giao dịch và phân tích một vài mã cổ phiếu tiềm năng sau phiên giao dịch của em Huyền anh chị nhé. Anh chị nào mình đang theo dõi cái video này đừng quên nhấn like giúp em Huyền, thả cho em những cái icon ở phần comment để tăng độ tương tác cho cái video này cũng như là tăng độ tương tác cho kênh và động viên tinh thần của em Huyền anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều. Ok, thì sau đây em không làm mất thời gian của quý anh chị mình nữa nhá. Thì em sẽ đi vô chỉ số của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay trước anh chị ha. Thì đối với phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chúng ta nó vẫn đang lình xình tích lũy ở cái biên trên và không quay về lớp gáp được anh chị nha. Dòng tiền quá mạnh vì vậy mà VN-Index nó không thể quay về lớp gáp luôn. Và đa số các mã cổ phiếu thì nó cũng chưa về được những cái vùng mua. Tuy nhiên vẫn có một vài mã mà anh chị tìm kiếm được, thì vẫn có những cái mã anh chị có thể là mở mua test hoặc là gia tăng thêm được anh chị nha. Ok, thì đối với chỉ số của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đóng cửa ở vùng giá 1129.38, tăng 4.08 điểm, tương đương 0.36% và đang tiềm cận cái vùng đỉnh cũ 1130 anh chị nha, chưa vượt được vùng 1130 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên em đánh giá là vài phiên nữa thì VN-Index sẽ vượt được cái vùng đỉnh cũ này để mà tiến lên những cái vùng kháng cự tiếp theo thôi anh chị ha, với cái dòng tiền mạnh mẽ như hiện tại. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì số mã tăng và số mã giảm thì nó đang tương đương nhau anh chị nha. 235 mã tăng, trong đó có đến 10 mã tăng trần, 52 mã đứng giá và 200 mã giảm, và trong đó thì có 2 mã giảm sàn. Và thanh khoản thị trường lại tương đương phiên giao dịch trước đó anh chị nha. Thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì ở cái mức ổn định tích cực và vẫn tương đương phiên giao dịch trước đó. Riêng sàn HOSE là 18.000 gần 18.200 tỷ anh chị nha, và tổng 3 sàn là 21.480 tỷ. Thì anh chị cũng có thể thấy là thanh khoản thị trường vẫn đang cho thấy cái sức mạnh và dòng tiền chảy vào thị trường vẫn đang rất là mạnh mẽ. Vì thế mà VN-Index nó không có chỉnh sâu được và cũng không thể quay về lớp gáp được anh chị nha. Thì chúng ta cũng có thể thấy là dòng tiền trong đoạn này rất là mạnh mẽ và VN-Index nó vẫn đang rất là ổn định và nó vẫn đang giao dịch ở cái vùng biên trên và đang tiềm cận cái vùng đỉnh cũ để mà có thể vượt được cái vùng đỉnh cũ này. Về chuyển động của thị trường ha, thì top cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số của VN-Index ha, là Vinamilk hôm nay đóng góp rất là tích cực, tăng đến 1.15 điểm trong phiên giao dịch hôm nay ha. VPBank, HBG, VID, Masan, MB Bank, VHM, SSB, SAB, Techcom, ACB, HVN, BVH, STB, PNG. Thì anh chị có thể thấy là rất nhiều mã cổ phiếu ngân hàng đang được kéo trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vì thế mà dòng tiền nó không đủ lực để nó lan sang những cái nhóm ngành khác. Vì thế đa số các nhóm ngành khác thì nó đang bị điều chỉnh anh chị nha, đa số các nhóm ngành khác thì đang bị điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên là bị điều chỉnh nhẹ thôi chứ nó chưa về được những cái vùng hỗ trợ cứng trong ngắn hạn để mà anh chị có thể mua mạnh được anh chị nha. Ok, và chiều ngược lại thì các mã cổ phiếu để chỉ số của thị trường là Vietcom, VIX, GVR, CTG, GAC, BCM, BVD, FPT, VRE vân vân. Về chuyển động của tổ chức ha, thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay dòng khối ngoại ha, khối ngoại lại tiếp tục bán ròng, tuy nhiên là bán nhẹ thôi anh chị nha, bán ròng nhẹ rơi vào 40.65 tỷ và bán mạnh VB, BIC, TPBank, STB, Nam Long vân vân. Và chiều ngược lại thì mua mạnh HBG này, KDH, BVD, GMD, SSI, Vinamilk, DGC và DG anh chị ha. Đối với tự doanh thì cũng bán ròng nhẹ 11.15 tỷ anh chị nha. Thì cho thấy là dòng tiền đối với nhà đầu tư cá nhân thì vẫn đang có cái xu hướng gom ròng anh chị nha. Đối với nhà đầu tư cá nhân thì vẫn đang có xu hướng gom ròng. Ngược lại với khối ngoại và tự doanh thì nhà đầu tư cá nhân trong những cái phiên trở lại đây liên tiếp gom ròng. Đấy, anh chị cũng có thể thấy là đây cũng là một tín hiệu rất là tích cực. Về chuyển động của ngành thì đây riêng ngân hàng là đã kéo chỉ số lên đến 2.17 điểm anh chị nha. Thì khi mà nhóm ngành ngân hàng tăng em cũng đã cảnh báo cho anh chị rồi. Đối với cái việc mà nhóm ngành ngân hàng nó tăng, nó sẽ kéo chỉ số của thị trường rất mạnh và nó sẽ không lan được dòng tiền sang những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành khác, nên khả năng những nhóm ngành khác nó sẽ có cái sự điều chỉnh. Vì thế anh chị nào mình đang đánh ngắn hạn trading hoặc là các mã cổ phiếu anh chị chạm kháng cự nó có phản ứng, anh chị mình nên cơ cấu bớt trước một phần ha. Chúng ta cơ cấu bớt trước một phần để mà tối ưu hóa cái lợi nhuận trước một phần ha. Rồi các nhóm ngành như là sản xuất thực phẩm, kim loại, dịch vụ tài chính, bia đồ uống, du lịch giải trí, vận tải, bảo hiểm, phi nhân thọ vân vân thì đóng góp rất tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì nhóm bất động sản này, nhóm bất động sản sau cái phiên tăng điểm tốt trước đó thì trong phiên hôm nay đang có cái sự điều chỉnh nhẹ trở lại, điều chỉnh nhẹ thôi anh chị nha, chứ cũng không có điều chỉnh gì sâu lắm đâu. Rồi hóa chất này, nước khí đốt, thiết bị, dịch vụ phân phối dầu khí, viễn thông cố định, xây dựng vật liệu, bán lẻ, công nghiệp nặng, hàng cá nhân, ô tô phụ tùng là những cái nhóm ngành nó bị đè chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Ok, thì chúng ta sẽ đi vô chỉ số của thị trường, cái chart đồ thị của thị trường để mà phân tích anh chị nha. Rồi, đối với VNDex anh chị cũng có thể thấy là em đã có cái kịch bản cho anh chị. Đó là khả năng thì sẽ có những cái nhịp hưng phấn kéo lên cái vùng đỉnh cũ 1130. Tuy nhiên là chưa vượt được cái vùng đỉnh cũ này anh chị nha, chưa vượt được cái vùng đỉnh cũ này, cái áp lực vùng đỉnh cũ này nó vẫn đang còn khá lớn nên là nó vẫn chưa vượt được. Tuy nhiên vài phiên tới đây thì em đánh giá là sẽ vượt được anh chị nha, sẽ vượt được để mà tiến về những cái vùng kháng cự tiếp theo. Đó là vùng 1150 đến 1160. Thì kéo lên đây anh chị mình rải ra cứ chốt lời dần theo chiều lên cho em là được trong dạng này ha. Và cái việc mà VNDex có quay về lấp gáp hay không thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay dòng tiền nó vô mạnh mẽ quá nên là không thể chỉnh để mà lấp gáp được. Và thị trường, khả năng thị trường của chúng ta nếu mà có điều chỉnh á thì nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ gần trước anh chị nha. Thì hỗ trợ gần nhất của VNDex trong khung H1 sẽ là quanh vùng giá 1126 đến vùng giá 1122 ha, là những cái vùng hỗ trợ gần nhất của VNDex trong ngắn hạn. Thì khả năng vẫn sẽ có những cái sự rung lắc điều chỉnh về đây và sâu hơn nữa là vùng giá 1116 1116 1117. Thì nếu mà về được cái vùng giá 1116 1117 này thì nó sẽ lấp lại quả gap anh chị nha, nó sẽ lấp lại vừa quả gap. Tuy nhiên em đánh giá thì giai đoạn này dòng tiền nó mạnh mẽ như thế này thì khó mà chỉnh được, khó chỉnh sâu được anh chị nha. Nên là trong giai đoạn này thì anh chị cứ rải ra, chúng ta sẽ rải ra ở chiều xuống, chúng ta cũng rải ra gom dần, chiều lên chúng ta cũng rải ra chốt lần anh chị nha. Thì đối với cái việc mà với lại trong giai đoạn này anh chị đừng quá coi trọng cái chỉ số của thị trường chung, bởi vì đa số các nhóm ngành có những cái nhóm ngành nó lại không đi như thị trường chung đâu ha. Nó cũng chỉnh nhưng mà nó cũng không chỉnh nhiều như thị trường chung, hay là nó tăng nó cũng chưa tăng mạnh như thị trường chung. Thì trong giai đoạn này đừng có quá coi trọng về thị trường chung, chúng ta tập trung vào các mã cổ phiếu mà chúng ta đang có sẵn trong danh mục, xem phản ứng của nó như thế nào để mà chúng ta có thể nhạy hoặc là cover thêm, cũng như là rải dần theo chiều lên chốt lời từng phần. Nhưng mà anh chị lưu ý trong đoạn này là thị trường của chúng ta nó đang bước vào cái con sóng nha, đang dần bước vào cái con sóng mới, cũng như là có khả năng sẽ tiến về vùng 1200 để mà xác nhận cái xu hướng uptrend trong trung hạn. Vì thế cái cơ hội rất là lớn, cũng như là cái dòng sóng này nó rất là lớn. Vì thế anh chị cứ đặt ra cái target xa hơn cho em nha. Anh chị có thể đặt ra cái target xa hơn, nâng dần cái điểm chặn lãi lên là được ha. Đấy thì anh chị có thể thấy, để show ra cho quý anh chị nhà mình coi là trong phiên ngày hôm nay thì Romem cho chốt bớt mã cổ phiếu IDI anh chị nha. IDI cho chốt 1/2 giá 13.8, lợi nhuận là 15.2%, phần còn lại thì sẽ dời cái chốt lời lên 16-17 ha. Đấy thì chốt lãi cái mốc mà đưa ra đợt trước đó là 14. Tuy nhiên là đối với hiện tại thì đang nâng dần cái điểm chốt lời lên, cũng như nâng dần cái điểm chặn lãi lên anh chị nha. Đấy thì trong đoạn này anh chị mình cũng nên theo cái chiến lược như vậy. Đó là chúng ta nâng dần cái target, nâng dần cái điểm chặn lãi theo chiều lên. Còn ở chiều xuống, chiều ngược lại thì chúng ta cứ rải dần ra, gom dần. Ví dụ như nó về vùng này chúng ta gom một phần, về vùng tiếp theo chúng ta gom một phần nữa anh chị nha. Thì chúng ta cứ gom dần theo chiều xuống và chốt lần theo chiều lên. Tuy nhiên là cứ nâng dần cái target và điểm chặn lãi lên. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mã nhóm ngành thép đang có tín hiệu tích cực, và riêng NKG cho mua từ vùng giá 16, 16.05 và hôm nay đang tăng điểm rất là tốt anh chị nha. Đây NKG này ha. Rồi những cái nhóm ngành đầu tư công thì trong giai đoạn này anh chị cần phải có nhóm ngành đầu tư công và thép trong cái danh mục của chúng ta anh chị nha. Đầu tư công, thép, bất động sản, khu công nghiệp, dầu khí là những cái nhóm ngành dẫn sóng. Anh chị cần phải có ít nhất là một mã trong những cái nhóm, ít nhất là mỗi nhóm ngành một mã anh chị nha. Ít nhất là mỗi nhóm ngành anh chị cần phải có một mã. Ok. Đấy thì anh chị có thể thấy là rất nhiều mã cổ phiếu. Và TDC hôm nay cũng đang tăng rất là tích cực anh chị nha. TDC đây đang tăng rất là tích cực. Đấy, anh chị cũng có thể thấy ha, đang kéo lên. Tuy nhiên chưa chạm cái vùng kháng cự giao găm này nên là vẫn đang cho nắm giữ anh chị nha. Đây thì target có thể lên đến 15.4 đối với TDC này ha. Thế nên anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ mình để mà tìm kiếm những cái mã cổ phiếu anh chị tham gia được trong con sóng này, anh chị liên hệ với em Huyền, mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS hoặc chuyển ngay ID về em anh chị nha. Anh chị đang loay hoay trên thị trường, anh chị chưa tìm kiếm được cái mã cổ phiếu để mà chúng ta tham gia, hay là anh chị đang bị thua lỗ, cần phải cơ cấu danh mục, tinh gọn lại cái danh mục của anh chị, thì hãy liên hệ ngay với em Huyền. Để chỉ cần anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS thôi, nếu chưa có thì mình mở mới, còn nếu có rồi thì mình chuyển ID ngay trên app Smart One là được anh chị nha. Thì về đồng hành với em Huyền, anh chị sẽ được cơ cấu lại tài khoản danh mục, tư vấn một cũng như là tìm kiếm các mã cổ phiếu, những cái tín hiệu chất lượng để mà anh chị tham gia vào thị trường. Và trong giai đoạn này khi mà thị trường có những cái sự rung lắc điều chỉnh là cơ hội để mà chúng ta tham gia. Tuy nhiên anh chị biết là cơ hội, nhưng mà anh chị có biết nắm bắt hay không, cũng như là anh chị có tìm kiếm được cái mã cổ phiếu cũng như là tín hiệu nó đẹp để mà tham gia không anh chị nha. Nên là trong đoạn này rất là quan trọng, anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành hãy liên hệ ngay với em Huyền ha. Ok, sau đây em sẽ đi qua một vài nhóm ngành và phân tích một vài mã cổ phiếu trong nhóm ngành đó cho anh chị mình có thêm những cái góc nhìn tham khảo. Rồi chúng ta sẽ đi vô nhóm ngành thép trước đi ha. Thép trước thì HSG hôm nay nó có sự điều chỉnh nhẹ anh chị nha. HSG hôm nay nó có cái điều chỉnh nhẹ thôi, nhưng tuy nhiên đối với HSG anh chị có hàng thì tiếp tục nắm giữ được. Con này em đánh giá là target tiếp theo của nó sẽ lên được vùng giá 19.5 đến vùng giá 21.5 là target tiếp theo của HSG trong ngắn hạn. Và khả năng là trong phiên hôm nay anh chị đang lo là HSG nó khả năng hôm nay anh chị đang lo ngại về cái việc mà HSG nó chưa cổ tức đúng không, nên là đang có cái nhịp điều chỉnh thôi chứ chưa có vấn đề gì đối với HSG anh chị nha. HSG mà có chỉnh nhẹ về quanh vùng giá 16.6 đến vùng giá 17 là anh chị có thể gia tăng được đối với HSG. Còn mua thì anh chị cũng có thể gom, nhưng mà gom bắt test trước anh chị nha. Bắt test trước đối với HSG quanh vùng này được, chỉnh thêm về quanh vùng giá 16.2, 16.4 anh chị gom thêm ha. Đối với HSG có hàng tiếp tục nắm giữ, chưa có vấn đề gì. NKG thì nó đã tăng như thế này thì nó cũng qua điểm mua rồi. Tuy nhiên nếu nó có chỉnh về quanh vùng giá 17 đến 17.3 anh chị có thể nhặt được anh chị nha. 17 đến 17.3 có thể nhặt được. Và đối với target của NKG em view là có thể lên đến vùng giá 23.5 đến vùng giá 24 anh chị nha. 23.5 đến 24.25 là những cái target tiếp theo của NKG, nó có thể tiến được về những cái vùng này đây. Tuy nhiên trong quá trình nó đi lên nó gặp những cái sự rung lắc ở cái đoạn nào thì anh chị mình vẫn nên chú ý để mà có thể chốt lời bớt một phần trước. Phần còn lại chúng ta tiếp tục nắm giữ, canh những nhịp rung lắc điều chỉnh thì chúng ta gia tăng lại thêm. Anh chị cứ trong giai đoạn này cứ theo cái chiến lược đó là được anh chị nhá. Ok, NKG rồi. Nhóm ngành đầu tư công như là VCG này ha. VCG hôm nay cố gắng kéo lên, tuy nhiên cũng chưa chạm được về cái vùng giá 22923 anh chị nha. Thì target của con này sẽ là 22923 nên là có hàng thì tiếp tục nắm giữ. Muốn mở mua thì loanh quanh vùng giá 20. Muốn mở mua ha thì loanh quanh cái vùng 20.4 20.4 đến vùng giá 20.7 thì anh chị có thể mua bắt test nha, bắt test hoặc là gia tăng quanh đây. Còn vùng mua đẹp của nó thì phải ở dưới những cái vùng này cơ, phải dưới vùng hỗ trợ giao găm 19.4 19.6 này mới là vùng mua đẹp đối với VCG anh chị nha. Còn đối với LCG thì hiện tại con này nó đang chạm cản ngắn hạn anh chị nha, đang chạm cản nó đang ở cái vùng nằm trên cái vùng giao găm, nằm trên cái vùng giao găm 13.6 trong khung tuần và khung tháng. Thì anh chị có mã cổ phiếu này thì anh chị có thể chúng ta nâng cái điểm chặn lãi lên đây nha, nâng cái điểm chặn lãi lên quanh vùng giá 13.6 là được. Nếu mất 13.6 anh chị cơ cấu bớt, không mất anh chị tiếp tục nắm giữ. Con này có thể lên đến vùng giá 15.4. Đối với LCG con này khá cao rồi nên là không có điểm mua nữa anh chị nha, ít nhất phải quanh vùng giá 13.5 thì mới có điểm mua test thôi, mua bắt test thôi. Loanh quanh cái vùng giá 13 đến 13.5 thì chỉ gọi là điểm mua back test của LCG thôi anh chị nhá. HHV này. HHV thì cũng tương tự anh chị nhá. HHV thì cũng không còn điểm để mua nữa, nhưng mà nếu mà có chỉnh về 13. Phải loanh quanh cái vùng giá 13 đến vùng giá 14 anh chị nhá, 13 14 thì mới có điểm để mua đối với HHV. Còn anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ. Con này thì target sẽ là vùng giá 15.6, target đầu tiên 15.6, target tiếp theo là vùng giá 17.4 anh chị nha. Target tiếp theo là vùng giá 17.4. Ok. Rồi có hàng tiếp tục nắm giữ nha. Và rồi sang một vài mã cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản đi ha. Thì bất động sản anh chị cũng thể thấy là trong phiên đây hôm nay có những anh chị, rất là nhiều anh chị hỏi là có mua được mã gì không em ơi, thì em cũng đã bán cho anh chị một cái mã đó là DBG. DBG hiện tại vùng giá loanh quanh vùng giá hiện tại loanh quanh vùng giá 34 đến vùng giá 34.4 anh chị có thể bắt được đối với DBG. Và target đặt ra cho DBG sẽ là lên vùng giá 38 anh chị nha. 38 sẽ là target đầu tiên chúng ta đặt ra cho DBG. 38 ha. Vượt được 38 thì con này có thể lên đến cái vùng giá 48 49 ở phía trên luôn anh chị nha. Nếu vượt được cái vùng giá 38 thì con này có thể lên được cái vùng giá 48 49 ở phía trên luôn đối với DBG, nên là có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ. Còn muốn mở mua thì có thể bắt test loanh quanh vùng này. Chỉnh về quanh 338 anh chị nhặt thêm nha. 337, 338 nhặt thêm được. Còn loanh quanh vùng này anh chị có thể bắt test được đối với DBG ha. Ok, DG thì con này nó bật tăng tốt rồi, chưa có điểm mua anh chị nha. Nhưng với lại là con này nó đang mở ra khách sạn trong khung daily thì đang có cái sự điều chỉnh về để mà để mà cân bằng trở lại thôi, chưa có vấn đề gì đối với DG. DG anh chị muốn bán thì có thể chốt bớt một phần thôi, một phần ít thôi, quanh đây thôi. Và con này thì em đánh giá là nó có thể lên được vùng giá 26 anh chị nha. 26 là target tiếp theo của DBG nếu nó tiếp tục vượt đỉnh nha. DG nên là có hàng thì tiếp tục nắm giữ được. DG nếu mà muốn mở mua thì ít nhất phải quanh vùng giá 21.2 đến vùng giá 21.5 anh chị nha. 21.2, 21.5 mới có điểm mua đối với DIG. Rồi sell thì anh chị vẫn có thể gom được nhá, sell anh chị vẫn có thể gom được, gom bắt test được anh chị nha. Ở vùng dưới này là vùng mua đẹp rồi này, tuy nhiên là ở vùng những cái vùng loanh quanh đây anh chị vẫn có thể gom được đối với sell, gom dần được nhá, sell. Và gia tăng thì cũng có thể gia tăng loanh quanh đây. Sell thì em đánh giá nó có thể lên lại vùng đỉnh cũ là target đầu tiên. Vượt đỉnh cũ thì con này có thể lên đến vùng giá 32 33 luôn anh chị nha, 32 33 ở vùng phía trên luôn. Và nếu vượt hẳn được cái vùng giá 33.7 này thì con này có thể lên đến cái vùng giá 39.40 luôn đấy anh chị nhá. Đối với sell anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ, không có vấn đề gì phải lo lắng với sell đâu. Con này vẫn đang có những cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá 26 anh chị nhá, 25.8 26 vẫn là vùng hỗ trợ của sell, nên là có hàng thì tiếp tục nắm giữ, chưa vấn đề gì. Rồi đối với các bạn trong nhóm ngành dầu khí như là BVD này, BVD thì anh chị có thể xem xét nó nhúng thêm, về loanh quanh cái, nếu mà đẹp nhất nó mà nhúng được về loanh quanh vùng 23 đến vùng giá 23.5 thì anh chị gom thêm được anh chị nha. 23 235 đối với BVD anh chị gom thêm được. Vùng giá hiện tại thì có thể bắt test nha, vùng giá hiện tại bắt test được. Và BVD em đánh giá là con này có thể lên được cái vùng đầu tiên là sẽ là vùng 27 và xa hơn có thể lên đến cái vùng giá 30 31 luôn anh chị nha đối với BVD. Rồi BBC thì loanh quanh đây ha, loanh quanh vùng giá 17, 7, 18 có thể bắt test thôi, bắt test ít thôi. Tại vì con này nó gần cản hơn con BVD anh chị nha, con này nó đang có cản loanh quanh cái vùng giá 10. Ok, cản đầu tiên sẽ là vùng giá 18, 7, cản tiếp theo sẽ là vùng giá 19, 7 rồi 20. Con này khá nhiều cản phía trên nên là anh chị bắt thì bắt test thôi, đẹp nhất là phải quanh cái vùng giá 17.4 dưới này anh chị nha, đối với BBC. Ok, thì nếu trong giai đoạn này anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ và mình để tìm kiếm những cái mã cổ phiếu tham gia thì em vẫn đang tìm kiếm những cái mã cổ phiếu, đang theo dõi các mã cổ phiếu trong những cái nhóm ngành dẫn sóng để mà có cơ hội thì sẽ bán ngay vô room tín hiệu cho các anh chị nhà đầu tư. Và trong room em thì các mã cổ phiếu hàng có sẵn rất là nhiều rồi anh chị nhà, hàng có sẵn rất là nhiều và cũng đang có lợi nhuận rồi thì đang nắm giữ thôi, chốt bớt một phần và vẫn đang nắm giữ cái phần còn lại để mà đặt cái target xa hơn, cũng như là về những cái sự rung lắc điều chỉnh vẫn có để mà gom dần lại và những cái điểm mua mới vẫn có anh chị nha. Nên là anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ thì hãy về với đội của em Huyền để mà chúng ta cùng đồng hành với nhau và tìm kiếm cái cơ hội đầu tư năm 2023 này anh chị nha. Ok, thì em đã phân tích cho anh chị qua cái kịch bản thị trường này, phân tích một vài mã cổ phiếu trong những cái nhóm ngành dẫn sóng rồi. Thì quý anh chị mình cần tư vấn thêm những mã cổ phiếu nào nữa thì mình tham gia vô cái room Zalo em để bên dưới cái phần bình luận trong video này anh chị nha. Cũng như là anh chị đừng quên là nhấn like cho em cái video này để mà động viên tinh thần của em, tăng độ tương tác cho video anh chị nha. Ok, cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những cái buổi livestream tiếp theo trong khung giờ 8 giờ 15 phút hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu anh chị nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là đừng quên bật kênh lên đúng 8 giờ 15 phút hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Em Huyền sẽ có buổi giao lưu trao đổi trực tiếp cùng quý anh chị, phân tích trực tiếp những cái mã cổ phiếu mà anh chị cần tư vấn ha. Đừng quên nhấn like cho em Huyền anh chị nha. Chúc quý anh chị mình nhiều sức khỏe, thành công trên chặng đường đầu tư, cũng như là có một những cái ngày cuối tuần an lành, vui vẻ, ấm áp cho bên gia đình và người thân anh chị nha. Chúng ta đã vất vả một tuần rồi thì chúng ta nên dành thời gian để mà refresh lại bản thân, cũng như là để mà nghỉ ngơi nha, để mà chúng ta sẽ có năng lượng chiến đấu tiếp cho cái tuần mới ha. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều ha. Đừng quên nhấn like cho em Huyền nhá. Cảm ơn quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những cái video, những cái buổi livestream tiếp theo.